Ngày 13 tháng 5 tại chùa Trúc Lâm đã diễn ra lễ Phật đản Phật lịch 2558 với sự tham gia của hàng trăm Phật tử và những người yêu mến đạo Phật tại Ukraine, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các hội đoàn người Việt, đại diện Hội hữu nghị Ukraine Việt Nam. Nhân dịp này cũng đã diễn ra lễ cầu siêu tưởng niệm cho các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo Việt Nam. Lễ cầu siêu tưởng niệm là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine nhằm tri ân liệt sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo và biên giới của Tổ quốc. Cũng nhân dịp này, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Ukraine đã thể hiện sự bất bình của mình trước việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thì chúng tôi vô cùng phẫn nộ và vô cùng phản đối. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải đấu tranh đến cùng để bảo vệ những thành quả của cha ông ta để lại. Ủng hộ đường lối đấu tranh bằng nhiều biện pháp mềm dẻo nhưng cương quyết của nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, sẵn sàng cùng hiến sức lực của mình, sát cánh cùng nhân dân cả nước trong giai đoạn này là tâm tư của đại đa số bà con. Chúng tôi, những người Việt Kiều á, là đem hết cái tâm trí của mình, trí tuệ, sức lực và tiền của có được để sẽ hỗ trợ thêm cho chính quyền Việt Nam. Và chúng tôi quan niệm rằng đó là trách nhiệm của những người công dân Việt Nam. Hơn lúc nào hết, người Việt cộng những người con Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và luôn đoàn kết hơn nữa và để cùng sát cánh với lại các đồng bào toàn dân trong nước và kiên quyết phản đối những cái hành động phi phạm chủ quyền của Việt Nam. Mặc dù lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, nhưng bà con luôn trân trọng giữ gìn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Trung thông qua việc tuyên truyền cho các tiểu thương Trung Quốc cùng kinh doanh tại Ukraine về sự thật của những gì đang diễn ra trên bờ biển của Việt Nam. Mặc dù phản đối như vậy nhưng mà cái công việc làm ăn của Trung Quốc thì chúng tôi vẫn giữ, bởi vì là đây là con người với con người. Nhưng chúng tôi cũng nói với những người Trung Quốc ở đây rằng là đất nước các bạn và chính quyền của các bạn đã làm một việc rất là sai trái. Đã như vậy là đưa cái giàn khoan và tàu chiến và tàu đến vào vùng biển của Việt Nam, coi như là xâm phạm vào chủ quyền Việt Nam. Bằng các hành động của mình, cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine đang đóng góp vào việc đấu tranh bằng biện pháp ngoại giao nhân dân, đòi nhà cầm quyền Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế.